Cô là người lớn tuổi, có khi nào kêu ổng không? Có chứ, bình thường, bởi vì với Hồi chỗ nào nhớ ngời quá kêu không? à. Kêu, cô ví dụ nhớ ngời quá cô kêu làm sao? Quèo quèo anh biết. Quèo quèo anh biết hả? Quèo quèo sao đâu, ví dụ quèo quèo cho con cái. Quèo cái chiêu quèo trời ơi, quèo cái là thích gì đó là hai người tên hả? Cô là cũng đáp ứng đầy đủ hả? Ờ, đâu có gì đâu, bình thường. Rồi có khi nào mệt mỏi với chồng trẻ không? Không, chấp nhận à, hả? Cô mà cô phải nè à. Rồi theo mà cô mà lớn tuổi gì nè, rồi có chồng trẻ tuổi nè, rồi cô có đáp ứng đủ điều kiện cho ổng không? Có chứ sao không, bình thường. Ví dụ bây giờ là ổng tối mà ổng muốn dọn cơm ăn, rồi cô có đồng ý không? Đồng ý chứ, bình thường, vợ chồng mà. Anh cọ cô khỏe mà, bình thường khỏe hả? Ví dụ một bữa anh cậu anh trai nè ăn mấy chén, bữa làm chén chén vậy anh ơi, đều gan nha. Dạ đều đều vậy đó. Rồi cô là người lớn tuổi, có khi nào kêu ổng không? Có chứ. Hồi nào nhớ ngời quá kêu không? Cô ví dụ nhớ ngời quá cô kêu sao? Từ từ quèo anh biết hả? Quèo quèo sao đâu, ví dụ quèo quèo cho con cái. Quèo cái chiêu quèo cái gì nè, không có ảnh ngủ đó, rồi cái mình quèo cái dầu ảnh, cái dầu đó đó. Quèo cái là thức gì đó là hai người ăn cơm hả? Ừ. Chàng ơi, chị cũng đắp. Anh gì à, anh vô cái anh ngủ trước, mình còn coi vô tiếng á. Quèo ha. Anh ngủ mình kêu anh. Ừ. Kêu ổng là ăn cơm anh ơi. Bữa làm chén. Theo mà cô thì lớn tuổi, sức khỏe ổng vậy đó. Mình phải đáp ứng cho đầy đủ để thôi, nói chung là thanh niên mà đúng không? À. Để thôi là chồng bỏ phải không? Chồng bỏ bắt chồng. Đúng rồi. Rồi. À, mình thì đâu có ảnh, có ảnh ảnh là ảnh lo tiếp cho mình. Theo mà có ảnh này sao? Có khi nào mà ổng bữa ổng đòi ăn hai ba chén không cô? Có mà ít lắm. Ít lắm ha. Ừ. Chứ đa số là bữa chén ha. À, bữa chén bình thường. Yeah. Cô mệt không? Không. Bình thường à. Chàng ơi. À, có cái là thiếu máu não nhức đầu thôi chứ. À, trên kia thì nó bình thường. Đầy đủ ha. Ừ. Hoàng nhượng cho hết nè. Ừ. Không luôn, từ đó giờ là không. Vì mới đám cưới gì sao bữa làm chén chén hay gì? Không luôn, đám cưới gì là không có. Ba bữa sau vậy đó. Ba bữa sau làm chén hả? Không có gần mình, nó còn đi nằm co bên kia nữa. Bây giờ cũng gì nằm con bên nè. Trời. Thì đặng là mình ăn cơm, đặng mình kiếm em bé mà. Từng tuổi này cứ nghe sao ấy, mình ha, ai cũng vậy, cứ vợ cứ chồng mấy chén chén à, rồi bữa nhiều rồi, bữa sau có ăn mấy chén nữa cũng vậy anh ơi, bữa đều đều hết hả? Trời ơi, vậy là cô là cũng cô nhìn đây nè, cô phải ghê hả? À, đúng có sao đâu, cô bình thường mà có cái là bây giờ cô đau là không mới cấp đầu kìa, ý cô nói cấp đầu kìa. Ừ, rồi năm trước là cô cũng bình thường. Giờ chờ hỏi nha, rồi cấp đầu thí dụ muốn dọn ăn cơm rồi sao kêu làm sao? Ông khiều hay là nó bà ơi ăn cơm hay sao? Muốn ấy mình khiều bả. Thí dụ khiều làm sao? Khiều ăn cơm làm sao? Khiều vậy nè. Là rồi bả ra cái ni làm sao? Bả cũng ấy hai đứa dọn ăn. Dắt nó cô làm sao? Ông khiều, ông khiều rồi cô là biết làm sao rồi. Biết mày muốn ăn là không? Ừ. Rồi cho ăn luôn không? Thì về trong mình ba. Ông muốn ăn cho ăn hả? Ừ. Sao ông cho ăn, ông cho ông ăn ba cái cơm cháy á, cho ông dướng lại. Theo nói chuyện vui á là vui. Có khi nào mà cô mệt á, cô không muốn cho ông ăn không? Không. Cơm á? Không. Hay là trời ơi, ông lâu lần, chứ không phải ngày nào gì. Còn trẻ kìa, thanh niên kìa. Cấp thanh niên á. Thanh niên cũng vậy chứ. Nó đậu ngay ra mấy ngày làm chén anh trai, hai ba ngày vậy đó, giữ sức khỏe vợ của mình luôn chứ đâu có ngày nào mà làm. Ừ. Đâu có ngày nào mình ăn được cảm đâu. Giác sao, cảm giác mà ăn cơm với người lớn tuổi thì sao? Thấy ngon không? Vậy cũng ngon, cũng ngon ha. À, khác ha, đáp ứng cũng đầy đủ ha. Rồi cô chồng trẻ là mình thấy sao, hạnh phúc hả? Ừ, thấy không có sao, thấy ảnh bình thường vậy đó. Ừ. Mà cô có thường á là có giữ cái sức khỏe để cho chồng mình nó ăn cơm mỗi ngày hồi còn trẻ không? Ừ. Mà không có, mỗi ngày hồi đó nhỏ, hồi cấp tới tới giờ mới vậy luôn. Ừ, cấp tới về với chị là
hình như là năm đó là cũng năm mấy tuổi rồi, gần 60 rồi. Lớn tuổi rồi, chỉ lớn đúng tuổi rồi. Hơn từ cấp đó còn trai tơ mà. Trai tơ mà cô thì anh nhát dữ lắm, nói chung là anh nhát chứ. Có dám hung bà không hồi cấp đó đó? Dạ. Không, bình thường. Cấp mới quen rồi có dám hung không? Dạ. Hay là để làm đám cưới mới hung? Không, hồi cấp đó là ảnh biết chọc đi thôi, rồi tới chừng mà là cậy người không mà tới chừng tới đám luôn. Tới chừng mà vô phòng rồi sao? Chứ nói chuyện cũng không có nói chuyện với ai nhiều nữa. Cô vô phòng rồi là cái bữa đó là ổng mắc cỡ rồi đó làm sao? Ai đúng, là người dọn? Tôi đâu có anh hàng đến thình, tôi cũng đến thình chứ tôi đâu có nói gì hết. Cô là lớn tuổi, cô phải chủ yếu chứ. Trời, đàn bà không có nói chú ơi, nói vậy không có chú ơi. Sao nếu không trai trẻ không có là chị? Đàn bà không có. Không có. Hồi đó giờ có khi nào cô có chưa? Không, mà đó cấp đó giờ là mình đàn bà mình không có nói trước đàn ông. Vậy ổng nói trước hả? Mình không chủ động. Mình không chủ động. Mình không chủ động thôi. Ôi chàng ơi. Ảnh ngại kệ ảnh. Ảnh ngại kệ ảnh. Ừ. Theo theo cô, cô có một cái người trai trẻ đó thì cái điều hạnh phúc nhất là gì của cô? Lúc là vợ chồng mình vợ chồng không cãi giả. Ừ. Rồi lo bằng ăn. Rồi với lại là chồng mình cũng biết thương mình và mình cũng biết thương chồng. Rồi, yeah. Như là duyên dáng trong gia đình á, rồi mình cũng không có nghĩ rằng là chồng trẻ mà sợ bỏ nó, nhiều khi ảnh đi vậy chứ mình cũng trong lương tâm mình cũng ý nguyện vậy đó. Ý nguyện ông bà độ đừng có bỏ này kia, có ghen thì ghen mà nhưng mình tự lương tâm mình suy nghĩ vậy đó. Suy nghĩ ha. Suy nghĩ kệ ảnh đi chứ mình không đó. Đó nào mình chưa thấy gì mình đi cũng đúng, ngang mà mình đâu phải mình lao sùm được. Không tự nhiên lao sùm anh ta cần chết. Mà theo cô tuổi gì nè, cô đáp ứng cho ông đầy đủ không? Đủ luôn ha. Cô giơ tay lên cho con coi có chuột không? Không, hồi nãy chứ không có chuột không? Giỡn coi, chứ ổng mạnh lắm đó. Anh trai không, tôi thấy không chuột dữ lắm đó. Mình nó giòn lên tay nè. Sức khỏe dữ lắm á. Mà ổng mới đi bằng với mình tối đúng ngày. Rồi, ổng bằng, ổng bằng ban ngày, ổng bằng ban đêm rồi còn trẻ ổng bằng dữ lắm hả? Ban ngày nè, bằng đi 2 cặp. Ban đêm á. Sao bữa nay hên nè, cho chú vô hên á. Con hỏi nè, mà còn trẻ đó, ổng ban ngày ổng làm mà ban đêm ổng làm dữ lắm không? Bình thường. Ổng dọn cỏ với ông lại ổng ăn cơm được dữ không? Cũng bình thường. Bình thường ha. Ừ. Có khi nào gì chị chỉ thấy bình thường. Có khi nào mà ăn cơm mà bỏ mứa không? Không. Đi nửa đường mà ngưng không anh cậu? Không. Có khi nào bà kêu không nữa đi anh không? Ăn cơm nữa không? Sao kỳ vậy? Có khi nào quy định của mình chén là ăn chén à. Mà có bỏ mứa không? Dạ không. Có mệt không? Cái bữa nào mệt nổi mình không ấy thôi. Ý em hỏi kìa. Hả? Chị, ô cô, rồi có khi nào ăn cơm vậy mệt không? Không, bình thường, chỉ bình thường. Có ổng có thở chứ không ấy chị, đâu phải như người ta mà ngày nào cũng có. Hí dụ kìa, là có khi nào mà mệt rồi mệt không? Không, thường. Anh cậu mệt không? Không, tôi tưởng đâu mệt rồi cũng giống thở. Anh hển chứ. Nói chung là có một chồng trẻ tuổi nè, cô thì 67 tuổi, ông chồng thì 37 tuổi nha cả nhà. Thì nói chung là công việc là bán vé số đi dân lưới không à. Đây nè, chàng trai nè. Cậu dắt hồi đó ổng trắng lắm hả chị? Ổng trắng. Bây đẹp trai ha. Còn hình ngày xưa không cậu? Không, đó mình không có chụp hình chụp gì. Không có chụp hình chụp gì đâu. Đúng rồi. Gia đình nghèo đi, mình ngớ người ta, không có chụp hình chứ chú ơi. Nhìn cậu là đẹp trai mà. Mà đó làm sao mà gái thiếu gì không chịu bả chàng. Hồi đó anh cậu thấy là cũng gái nhiều đúng không? Bây giờ gái thì hiếm, bây giờ tôi đi bằng đó. Còn hồi đó phải nói nhóc. Hồi đó cũng có người ngỏ lời, cũng anh cậu cũng có chọc, người ta cũng có thương anh cậu, ví dụ á. Cũng chọc qua chọc lại. Có ha. Dạ. Nhưng mà sao mà trẻ tuổi không chịu mà anh buông bỏ hết, anh nói chung là anh buông bỏ những cái gì gái đẹp và gái xinh, anh hốt bà chị đây hả? Ừ. Bà chị thấy phải nói mình đã lớn tuổi, mình già hơn ảnh nhiều nữa. Có khi nào mà cô cấp đầu cô nói
Trời, tôi lớn tuổi hơn dữ lắm nha. Rồi hỏi người ta chịu không này kia đồ, có khi nào cô nói gì chưa? Mình nói với cái còn? bà Hồng Mai đó nó cũng tương đối với mày chứ đâu. Anh bà nói gạt mình đó. Cho mình ưng á. Mà nó đậu ngay ra mình cũng thấy ok. Như ảnh cũng mà hoàn cảnh của ảnh vậy rồi mình cũng ảnh cũng nghèo. Ông cũng khó khăn ha. Hoàn cảnh khó khăn chứ đó. Chị đi bắt ốc mà chị đi lễ ra bán cho mấy người ta nuôi cá đó, là cứ biết cảnh chị nghèo. Rồi ảnh cũng ảnh đi bằng thuê mướn người ta. Hai người cũng nghèo không đó, rồi thôi kệ, chị nói thôi cũng ưng cũng được đi. Rồi bắt đầu bài cái thím sáu chứ thì bà cũng nói cũng nó nộng ngay ra ở gần ai cũng nói anh giỏi chứ trời ơi thấy vậy thôi thì... hồi đó nó nộng ngay ra hồi cấp mà chị còn trẻ trẻ đó cũng người ta lại cũng có coi chị hồi cưới hồi cưới cô hả mà nhưng chị không có ấy, chị suy nghĩ rằng là thân mình chị đó. Rồi mình ưng người ta rồi bắt đầu rồi nhiều khi người ta bỏ dọc đường dọc xá. Đúng rồi, cũng tuổi thôi. Ngay giờ ưng ảnh thì cũng đỡ. Cũng hồi đó cũng là cũng có nhiều người hỏi hả cô à? Có chứ. Trời ơi, đẹp trai không? Đẹp trai không? Không. Cũng được ha. Được thôi. Mà có không, của không? Đẹp trai không. Cũng khá. Cũng nghèo. Rồi xong rồi sau gặp ông này ông hỏi tiếng vớt ông liền thấy ông trẻ tuổi đẹp trai hay sao? Người ta mình thì hoàn cảnh mình gì? Cảnh khó khăn ha. Làm dâu sao được. Mà ý con hỏi kìa là ai không chịu mà sao gặp ổng mà hỏi là chị chịu. Ảnh gì anh ở với mình. Hồi đó bộ không có gái hay gì anh trai? Có mình không đâu phải sao? Phải cái gu mặn chứ hả? Số mặn sao? Là anh biết là bả là lớn tuổi hơn anh nhiều rồi đúng không? Chị cũng nói ông sầm mà. Chị nói với cái bà mốc rồi mình nói năm nay tôi lớn tuổi với nó mà đã nghe. Tôi lớn tuổi đó giờ mình thấy biết cha mẹ cũng như là gia đình là các cái nhà tôi ở riêng cũng như là có em dâu không ở với em dâu sợ em dâu sau này em ngược mình cũng còn em dâu á. Rồi ông ba đó ông có cái nhà riêng nhỏ xíu cho ở riêng luôn rồi nhưng hoàn cảnh là mình ở riêng luôn đó. Nói chung là tình cảm thì cũng quá hạnh phúc rồi. Bây giờ hạnh phúc cho lắm. Dạ. Không cái vụ về vụ kể giả là năm chưa có cự nhiều lần nữa. Hai mẹ con thì thật sự là cái câu chuyện mà nói hai mẹ con này là một cái người vợ 67 tuổi, ông chồng 37 tuổi đi ra chợ thì ai cũng nói cô có một người con trai lớn hết trơn cả nhà. Thì người chồng cô là 37 tuổi, người vợ là 67 tuổi cả nhà. Thì cái câu chuyện mà ai cũng nói sao mày có con trai lớn và có chồng trẻ như vậy thì như thế nào? Thanh chúc mời quý bà cô chú để theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu. Con lớn như vậy? Là nói con gì? Có nói con luôn rồi cái cô nói. Cái cô mới nói Tèn ơi ảnh là chồng đó. Tại vì ảnh bán 50 tôi bán 50 như bán vé số á. Cấp đầu là người ta nói là con trai của cô đó. Ủa sao tao thấy mày có chồng mà sao mày có con đâu trong nhà vậy? Tao tưởng mày không bị gì mà mày cũng bán vé số mà chồng mày sao muốn bán mà tao tưởng là con không à. Anh trai à. Rồi người ta có khi nào người ta chọc nói những câu vui vui với anh không? Không. Nói sao đâu anh kể cho nghe coi. Ra ngoài đường người ta hỏi ủa bà đó mẹ của mày hay gì, tôi nói đâu có vợ tôi ông nội ơi. Mẹ đâu mẹ cũng nhưng từ từ ở đây tao biết người ta không có chọc lần mới về thấy bà này hơi già lớn tuổi đó người ta nói ủa mày có bà mẹ mày gì đó hả, tôi nói đâu có vợ tôi. Mẹ mà người nghe hiểu lầm tưởng đâu vợ mà tưởng đâu mẹ thôi. Thấy bà lớn tuổi đó. Ở đó tôi thì tình hậu tôi luôn đó. Ở đây bộ mày em xin chào kêu này sao kêu chị hay kêu cô trời. Kêu chị đi. Chị mẹ đi. Chị gì cái nó tên là anh trai năm nay ba ba mấy? 37. 37 hả? 37 còn cái này 67. Chị hay là cô? Thôi kêu bằng chị bằng cô gì kêu, cũng được đi. Kêu bằng cô đi. Kêu bằng cô gì đó. Kêu cô cho nó vậy đi. Cô. Rồi cái này kêu cô, cái này kêu anh hả? Chéo ngoe gì chàng. Thì bởi vậy tại nó tại số phận nó gì đó. Mà cái tình cảm mà cho em hỏi nè anh trai. Anh là năm nay 37 tuổi đúng không? Sao mà anh trẻ khô à? Tuổi mà, nhỏ mà bả thì năm nay là 67 tuổi rồi. Mà không biết cái cơ duyên nào mà anh quen được người vợ lớn tuổi gì anh kể cho em nghe được không?
như đó đi mặn cái thằng kia nó hỏi mày chịu bà này không, tôi bằng mai chưa. Tôi nói không, bảo lớn tuổi ai mà chịu. Thì sao duyên nợ nó dính ở tới giờ mười mấy năm rồi. Dạ. Kẹp kẹp giùm em cái mít nè. Ừ đúng rồi, kẹp giùm. Đây nữa nè. Kẹp cái móc. Ừ đúng rồi, đưa nó. Kẹp chung luôn hết đi. Ừ đúng rồi anh ta. Ừ, sao anh cậu? Cái hồi đó cái cơ duyên nào mà anh quen được bả? Đi mần mướn người ta mần mai. Rồi ông ngân hàng kia nó cũng đi chuyển dịch, nó hỏi mày chịu bà nào tôi mần mai cho. Nó nói không ơi, lớn tuổi ai chịu. Sao lại quen duyên nợ dính ở tới mười mấy năm nay rồi. Tự nhiên đó bà này lớn tuổi quá, ai quen rồi rồi cái cơ duyên nào mà anh gặp mặt nói chuyện với bả? Bả bơi xuồng đi bắt ốc, bơi tới bơi lui á kìa. Anh địa gì? Anh địa làm sao đâu? Thấy duyên nợ mình đã đến vậy rồi. Ý ý lẹ, bả bơi xuồng rồi mà anh có địa, anh có chọc gì không? Có, anh chọc này kia. Anh chọc làm sao đâu? Thứ là thứ sáu, mấy khi chồng sao đâu? Nói cô ơi, đi nên có buồn sợ ma gì không, mình theo được không này kia đâu. Bà nói làm sao? Bà không trả lời, bà bơ đi không à. Rồi vậy, cái đó là mình nói bao nhiêu lần bà mới trả lời? Thấy cũng hai ba lần nữa rồi sao duyên nợ nó dính. Hai ba lần hả? Làm sao dính dạ. Chứ mình như vậy, bà như vậy kiếm những người duyên lạc rồi. Ừ, cô là cấp đầu mà ổng thả thính rồi cô thấy làm sao? Mới đầu thấy ở trên bờ ông tha thính rồi. Chị thì chị thấy cô thấy thì ổng tha thính. Biết rằng bây giờ thính gì đó đó nó cười. Nhìn thấy tưởng già thiệt cũng giống mình. Ừ. Tưởng cũng cỡ tuổi như mình á, thấy cũng lớn tuổi. Rồi nó đậu ngay mình thấy ảnh cái chị nó đậu ngay ra chị cũng đi tới luôn, chị đi cảnh thì cũng khổ đó, rồi chị đi ba cóc rồi bà thím sáu bà mới nói thôi mày ưng đi. Rồi nó đậu ngay ra nó cũng đi mặn với đây nó cũng giỏi vắng vậy đó. Rồi tôi thấy ông nếu ấy thì nếu mà tỉnh thiệt thương gì thì anh đưa ảnh thiếp dẫn lên. Rồi dẫn lên nó nậu cái bà ông ba bắt rồi còn mẹ không à. Dạ. Rồi chị rồi nó kêu ưng đó, chị có cái nhà cái riêng nhỏ ấy ba lớn vậy nè. Rồi thấy chị rồi bắt đầu nói ông đi, rồi ở dưới cũng dẫn lên này đàng hoàng nghe. Rồi ba mẹ cũng nhận, cũng bỏ qua. Rồi thấy chị thôi thôi kệ, hoàn cảnh hai đứa cũng cảnh nghèo nhau rồi ưng. Nó đâu ngay giờ gì anh cũng lo dữ lắm cho nó không có mặt. Mà ý hỏi nè, cái cấp đầu mà ông thả thính kìa, bơi xuồng dưới sông kìa, ông nói chọc rồi, ông chọc làm sao? Thì ông chọc chị mà, nhưng chị ông kêu chị hỏi đi có cấp bên này kia nọ kia nọ đi với nhỏ bạn nữa. Ờ, ông chọc cấp đầu ông chọc sao? Anh hỏi cũng như bắt ốc căng cho ai này kia nọ vậy đó. Ừ. Rồi chị cũng kêu nhiều khi chị thấy không trả lời hả? Đàn ông kia không có trả lời. Sao người ta dê mình hả? Không trời ơi. Ở đó là mình nên chỉ thấy là chỉ đi gặp ông rượu rồi đố đàn ông trai hỏi cho trả lời chứ không có học cho trả lời, chị sợ lắm. Như mình đi bắt con đi bắt hôm đó trả lời những cái người ta nói mình muốn người ta rồi người ta theo mình làm bậy bạ. Rồi bao lâu ông chọc rồi chị cô mới trả lời đâu, ba bốn lần vậy đó rồi mới nói với thím sáu, anh nói thím sáu rồi dẫn lên cấp ba bốn lần là lần cuối là ông nói gì? Lần cuối anh cũng nó đậu ngay, anh hỏi bắt rồi về căn cho ai gửi đâu. Nói sao không? Ông nói phải kêu em hay là kêu chị hay là kêu con? Kêu bằng cô không à. Kêu sao đâu? Kêu bằng cô, nói cô ơi, cô căn bắt ở đâu, cô bắt ốc về cô bán cho ai, cô chỉ với tôi, rằng tôi bắt tôi bán chứ. À. Ờ, từ chuyện mới nói, cô mới nói là thì ở trên chợ, căn ở trên chợ, bán ở trên chợ thấy hỏi hoài mình không trả lời thì con người mình kỳ cục lắm. Nếu mình cũng biết nghe tí người ta hỏi mình hoài mình không trả lời con bé thì cô cũng kỳ phải không, rồi chị mới trả lời, rồi nó nậu ngay cho anh cũng bơi theo coi bắt ốc này kia nọ đó, rồi thấy vậy rồi không biết làm sao rồi tự nhiên rồi ảnh mới chạy thứ sáu dẫn lên, rồi nó nậu ngay thấy ảnh chị thôi còn chị cũng ưng mà chị tưởng là bằng tuổi chị bây giờ cũng nói là bằng tuổi chị không à, rồi cũng sao? Như nhỏ hơn 90 tuổi nha. Ai có ngờ đâu, giờ nó hút quá trời nhiều luôn hả? Có hai mấy tuổi. Nhiều luôn á. 26, 25. 26, 30. Dạ, ổng 37, chị năm nay 67. Đông vậy. Là nhiêu ta? Nhiều vậy đó. 37, 67. Bà tới giờ nó nấu cái... 30 tuổi. Lớn tuổi rồi đó. Rồi. Nó đâu cái gì bình thường, vậy anh cũng không có đi chơi bời với người ta, như người ta mà bỏ bơ hế mình nhận tiếp này kia nào đủ thứ tiện chứ. Thường lắm. Bây giờ đi hai chồng đi răng lưới không đi. Đi thấy bồ luôn chứ. Rồi nè anh trai, rồi cấp hồi đó đó mình quen vợ mà lớn tuổi hơn mình nè, rồi mình chọc một lần bao nhiêu lần mã mới siêu lòng và thương mình.
tới luôn cũng 4-5 lần đó, rồi nhờ bà thứ sáu và mùng hai đó, nhờ bà này, nhờ luôn hả, nhờ sao đâu anh nói, tại mình muốn cô đó vậy vậy đó, thím lên chúng nói giùm con cái rồi mấy người kia đó, thôi mày cũng có giò nhỏ này, có giờ ấy đó, hai đứa hợp tác lại màn ăn đi, đừng gái mình kiếm người nguyên không có được đâu. Đúng, hai đứa sinh sống tới giờ rồi. Cho em hỏi rồi, lần đầu tiên nè thì thấy bà lớn tuổi rồi, anh suy nghĩ làm sao? Hôm đó cũng ngại với anh em đồ đi ra đường, đúng rồi. Bây giờ sống chung ngại nói cũng mình không ngại gì. Cấp đầu là ngại sao anh kể cho em nghe kìa. Nhưng ra đường mình thấy người ta sợ, thì chọc mà vợ lớn tuổi này kia, mình còn nhỏ tuổi á. Có khi nào người ta nói không cậu? Dạ cũng có, mình bỏ ngoài đâu ai nói ta cũng nói tiếng nói, người ta cũng giúp mình được gì đâu. Thí dụ người ta nói sao đâu, anh kể cho em nghe anh cậu. Nói như mày có vợ bằng tuổi nhà chồng, bà nhà chồng mày vậy đó. Rồi mình cũng không để ý, để cãi ai nói. Có khi nào có cái câu hài thêm nữa không? Dạ không. Rồi mình ta nói gì mình cũng im cãi, người ta nói người ta có giúp mình gì đâu. Hai chồng hợp tác mà ăn được rồi. Có khi nào cô có khi nào mà ổng đi làm á và đi bán vé số nè, có khi nào mà có người nào để ý và ổng nói rồi cô nghe không? Chung mà có nói lời sao? Đi bán với ảnh á, rồi cái cũng theo chọc ảnh á, rồi chọc sao? Chọc. Mà chạy theo đi, gặp ảnh đi bằng cái hội, đi bằng cái xe đó rồi chị. Rồi bà kia bà cũng bán xe đạp, bà cũng bán xe đạp, rồi bà chạy theo ấy, anh về anh cũng học bình thường. Là chị thấy nậu ngay ra, bây giờ chị cũng có sợ mắt chồng thiệt, mà có anh đi thì bắt đầu anh cũng về nhà rồi nó nậu ngay, chị không có anh tình thiệt, anh mới học với mình. Ghen không? Có, ghen cũng không? Cũng có ghen, mà nhưng có cái là suy nghĩ lại ghen, mình la ôm sùm như mình cự anh quá, cũng gia đình mình xào xáo. Thì chỉ ghen bình thường rồi. Cho hỏi thiệt nha, rồi chồng thì nhỏ tuổi nè, mình thì lớn tuổi, rồi mình có cưng chồng mình không? Chồng mình cưng, ý hỏi cưng không á? Cưng chứ, chồng mình thấy à. Rồi có khi nào ghen? Chứ mình không ở ông thương sợ. Ghen không? Ghen, sao không? Chồng trẻ tuổi mà đẹp trai nữa trời. Đi về lâu lâu. Như chiều anh đi hay lâu gì mình cũng phải cự, mình nói hỏi đi đâu đâu gì đó. Nói sao đâu. Anh nói mà tao đi này một chút gì đó. Trời ơi cũng có tập đi một chút chứ, cũng như đi. Lại ngồi nói chuyện cà mê con mắt cũng hơi lâu lâu gì à. Nhiều khi 7 giờ 7 giữ mới có về đi gì đó, cũng không có phê. Chiều đi rồi cái 7 giờ 7 giữ gì à. Thì có cái xe bán cái số đó rồi chạy đi theo đi bán cái đi đó. Nó cũng có đâu lội được đâu. Vậy luôn hỏi ở đâu rồi nó đâu ngay ở đây mình cũng thấy sợ mình không. mà sao nghe cô cho cô hỏi nha, mới lần đầu mà đến về anh trai nè, rồi có người nào nói là chồng đẹp trai không? Không, cũng nói anh có cũng nói đẹp trai mà, nhưng có cái mày lớn tuổi mày ưng nó, nó nói nó cũng hiền với nó lo mà ăn, mày cũng có cái phước nha, như ông bà chứ không, mà thật sự nè cô nè, mà thấy ổng đẹp trai không cô phân xét đi. Để chồng mình phải đẹp trai à. Mà đẹp trai đúng không? Đẹp. Đúng rồi. Thì đó cô nói đẹp là được rồi. Đẹp chứ. Chồng mình phải đẹp trai. Nói chung là mình không giữ là buông ra là người khác chụp liền đó. Đẹp trai. Bây chung giờ ổng giỏi mà. Ổng giỏi. Bằng lắm à. Đúng rồi. Bằng dữ lắm. Cậu bây giờ thêm bà nữa lo nổi không cậu? Mình không dám ước cái đó thôi. Nhưng mà nói giỡn ha. Yeah. Một vợ một chồng mà ăn gì bền. Nhưng mà anh trai, dạ. Nhưng mà cho em hỏi nè, rồi thí dụ á, anh mà cứ vợ về á, cái tuổi tác á thì nó cao, nói chung tuổi tác là vấn đề mà có khi nào mà là mẹ vợ anh là bằng tuổi mẹ anh hả? Dạ, bằng tuổi ông bà, và chồng. Ông và chồng chứ không phải bằng tuổi mẹ. Nhỏ hơn bà này tuổi hay tuổi gì á? Nhỏ hơn bà nè. Dạ. Là mẹ của anh bà nhỏ hơn nữa. Dạ. Mẹ lớn hơn. Có mẹ lớn hơn 2 tuổi, còn như ông mình bằng tuổi vợ chồng. Nghe nói vậy. Phải không? Mẹ thì lớn tuổi hơn. Mẹ thì 3 tuổi con gì đó, bà lớn tuổi hơn mình 2 tuổi. Còn ông và chồng thì bằng tuổi mình. Mà sao mà hồi đó sao mà hồi đó cô chịu ổng trời ăn. Thấy ông đẹp trai hay gì? Đâu có biết đâu. Ông có miệng lưỡi không? Ông ít thiệu miệng lưỡi mà tại vì hoàn cảnh. Mà cấp đầu tiên nè, mặn mai với nhau rồi, cũng phải gặp mặt nói cái gì cô mới chịu chứ. Ông nói gì cô chịu đi về với ông? Không,
không, cái đó là bà Thím Sáu nói, chứ anh cũng nhát lắm, anh chịu nói. Rồi có đối diện với cô không? Không. Không có nói chuyện nhiều, cũng như nói chuyện rồi rồi cứ sao trời. Ừ, không có nói chuyện nhiều ạ. Rồi tới cái ngày anh cũng thấy cũng như thấy anh mằng ở dưới cũng giỏi vắng vậy đó, rồi mình ở trên đây thì mình ấm nên thôi kệ. Nhưng mà bà Thím Sáu với lên, bà nói vậy thôi. Anh kẹp cái mic qua cho bà nè, bà nói chuyện nhìn rút ra điên vào. Kẹp cổ áo á. Bình thường giờ cũng vậy luôn. Ừ. Không có nói. Ừ. Cái mic của em luôn. Vậy là cấp đó là do nói chung là ổng thì hiền. Mà hiền chứ đó. Giờ chị đến xỉu nói chuyện nha. Có chồng đẹp trai trẻ rồi, chắc cô cho hỏi thiệt nha. Mới bữa đầu mà về mà làm đám cưới với nhau đó, ngủ chung với ổng là chắc chui lắm hả? Không, nó có chồng đẹp trai cởi cái cảm xúc đó coi cho em nghe coi, cho con nghe coi. Không có đâu. Vì đẹp trai chứ bắt đầu về ông con cũng nhát hơn mình nữa. Ông có gần gửi mình mấy bữa sau á. Rồi à, rồi sao rồi? Ví dụ rồi bữa đầu không có là gì? Đông không ha? Không, không. Ông ngại vậy đó. Không biết sao nữa. Trời, vô bữa nay thấy ngủ à. Rồi mấy ngày thì sao? Mấy ngày mới đông phòng cô? Chú ơi, không nhớ mà cũng như mấy ngày sau vậy. Ở đây chưa thấy ông đâu. Bạn ông đi đám cưới á, người ta vô nói chuyện với vợ mình sợ thấy đĩ mẹ, người gặp mau mình sợ, cha cũng sợ cho ra trước cho thằng đó vô nói chuyện với thằng bạn của ông vô nói chuyện với mình kỳ quá ha. Trời ơi, ông nhát nhát vậy đó. Rồi đây nè ông cậu, cho ông hỏi nè, sức khỏe thì ông, sức khỏe của ổng có đầy đủ không? Trời, bình thường. Bình thường hả? Và sao mà bữa đầu tiên về mà sao ổng không có chịu mà cỡ hả? Tự ái. Rồi, chắc là rồi mấy ngày mới không chịu nhớ, khai đâu ngày sau vậy đó chị, bao ngày sau đó là mới, ngủ quên mê hả? Chứ ba ông ngục bây giờ ngủ mới sợ. Hôm bữa nè cho con hỏi nè. Cô á thì lớn tuổi, ổng thì trẻ tuổi. Rồi mỗi lần mà kiểu mà vợ chồng á ăn cơm ăn nước á, ổng làm bữa đầu đó mấy chén bình thường à? Mấy chén hả? Ổng còn tự gái tự ái à. Mấy bữa sau có khi nào được hai chén không cô? Không có lần nào không. Có lần được hai chén hả? Bây giờ cô rau ổng còn ít, còn ác tháng hả? Ừ, thấy tôi nghiệp ổng sợ cô rau ổng bệnh hoạn á, giờ đau dữ lắm á. Mà cho con hỏi nè, chồng trẻ thì cô phải đáp ứng đủ cái điều kiện của ổng là sức khỏe mà. Biết rồi. Có khi nào mà cô mà phải, nói chung là mình phải đáp ứng những cái điều kiện của chồng trẻ để thôi, không có là họ bỏ mình sao? Dạ, đó nhiều người cũng thương đế mình lắm, bây giờ mình buông bỏ tất cả, mình thương bà này, mình vì mình sống với bà. Bây giờ không có đế gì ai hết. Mình vì mình sống với bà hai chồng tới giờ. Vậy đâu thôi, bây giờ có khi nào anh thơm vợ lớn tuổi có ngại không? Dạ không, mình suy nghĩ. Dạ, anh thơm coi, thơm coi. Quá hạnh phúc luôn quý vị ơi. Em chào anh cổ nha. Chào mấy anh. Anh trai. Rồi bà xã của anh đâu? Em ơi, có khách lại kiếm kìa. Trời ơi, là bà trong một bà bò ra kìa. Bà đi là bà bò gì không đó hả? Dạ. Anh trời ơi, mà nghe nói là bà lớn tuổi hơn anh nhiều hả? Dạ lớn nhiều. Bà năm nay bao nhiêu anh? 67. Anh 37. Vậy là trời. Chào mấy chú. Chào cô nha. Kêu cô đi chứ kêu chị sao giờ. Anh 37 kêu anh được. Cô ơi, bữa nay mấy anh em lại đây nè, cũng chia sẻ một đoạn video cho mấy anh em quay một đoạn ha. Cô lên đi cô. Anh cậu, anh trai chứ. Theo mà hai vợ chồng mình nè, sống trong cái căn nhà gì á, em thấy thì em thấy chứ, cái hạnh phúc nhất là điều gì của anh? Có một cái người vợ lớn tuổi nè anh cậu. Hai chồng lớn tuổi cũng, hai đứa cũng sống cũng không ít cãi giả, người ta lo mặn ăn vậy rồi, mặn nhiêu mình ăn nhiêu vậy đó. Hai chồng hạnh phúc thôi, đừng có cãi giả, người ta ở ngoài cười chơi. Cô có khi nào mà cô đi về nhà mẹ chồng rồi đó, ví dụ mà đi lo cho mẹ chồng này kia đồ, đi ra đường người ta nói dạch giấy nhỏ này lớn tuổi hơn gì ba chồng bằng tuổi tôi hay này nọ đồ, có khi nào không?
cô đó nào nó đâu đừng cái thằng vì mình không khó khăn đó, mình không có gì bên mẹ chồng. Mình không có gì bên mẹ chồng. Ít lên lại hả? Trời ơi, mấy năm nay không có gì. Không về bên mẹ chồng luôn. Đi về đi gan đồ bánh đồ rồi đi không có được. Chàng ơi. Nói chung thì hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn nha. Thì vậy là cái kinh tế là anh cổ lo cho, anh trai lo cho cô hả? Lo mình sinh sống. Hoàn cảnh mình thì lớn tuổi về đã hoàn. Thấy là quá hạnh phúc rồi. Ngày xưa mà tự nhiên cái gặp cái người vợ này là anh cậu là xác định là đến chung một nhà luôn anh cậu. Đúng rồi, mình thương ai thương người gì sống tuổi bao nhiêu tuổi mình cũng không cần những đời. Vợ chồng mình sống hạnh phúc được rồi. Nói chung là tuổi tác không cần dạ. Nhưng mà mọi người thì ta không biết, thì ví dụ người ta chọc dạ, nó dạ đúng rồi, ta không biết người ta nói này nói kia nói ra nói vô cỡ người ta. Nói này nói ra nói vô là sao? Nên nói bà này lớn tuổi đáng mẹ mày đồ này kia rồi, tại ai nói mình cũng không để ý cả chuyện người ta. Cô cho cô hỏi nha, rồi cô có suy nghĩ là đến với một cái người nhỏ tuổi hơn mình sợ người ta bỏ mình không? Rồi thấy người ta còn trẻ quá nè, người ta có sợ người ta còn cho trôi đồ đó. Có. Cô suy nghĩ làm sao? Suy nghĩ của mình ấy cũng như là cấp đó có nội hay cấp trước đó, chị cũng không biết cái cấp sau này cũng biết rồi nhỏ. Rồi cô suy nghĩ cô đấy, đây rồi anh bỏ rồi bắt đầu mình sống sao đây không biết kệ. Cô nói sao không? Muốn cái chuyện gì anh làm hơi quấy đó hơi chặt đó mà nó mình cứ cãi, nó không cãi, cãi thì bắt đầu bỏ đi mất. Đúng rồi, không dám cãi nhịn cái gì không? Chứ không dám nói, không dám nói. Ra cái đó chặt này kia nọ, kệ, làm từ từ kệ á. Đi đâu đó anh đi, chiều cái anh chạy xe anh đi vòng vòng cũng được, anh đi đâu đi mà cũng ghen, mà ghen trong bụng mình chứ không ghen ra. Chàng ơi, ghê không? Chứ tại vì có người nhỏ tuổi thì mình phải chiều cho, để thôi ông bỏ kiếm bà khác đuối mình. Y ghen vậy, chứ tại vì mình cũng yếu vợ rồi. Yếu mà, lớn tuổi. Tuổi thì tuổi mình thì năm nay là cô nhiêu rồi, 6 mấy? 67 thôi. 67, còn anh trai? 37. 67, 37, tuổi này tuổi 7 không mà chàng. Chứ là cái đầu giờ nó thiếu máu não á, ngồi sao lâu lâu chứ trời chưa nắng nó quay cái đầu, mấy cái đầu. Rồi như vậy đó là kinh tế là ai làm nuôi cô? Ổng hả? Rồi ổng văn lưới hay là bán quay số? Anh trai bay coi còn văn lưới không? Còn, dạ còn. Văn lưới còn. Bán quay số nha. Bán cái số chậm quá, cái này chậm quá anh đi văn lưới. Trời ơi. Chậm chiều cái này bán cái số chậm. Đúng rồi. Bán trà thiếu, bán ế rồi cái bắt đầu ôm giấy số thì bắt đầu lỗ. Cái mình lấy giấy số đó, đó ế đó mình bán thiếu người ta. Thành ra là còn nó không có giống ăn luôn. Có hồi đó thì cha mẹ đến với gã chị nè, rồi có bù gì cho ảnh không? Có nền nhà, nền đất gì không? Có nền nhà đây đó. Vậy là bù được cái nền. Được rồi. Có cái nền nhà. Vậy là bên mẹ vợ là cho được cái nền hả anh? Còn anh trai có gì? Không. Có cái mình không à? Xếp bộ đồ gắt gì hả? Đúng rồi, có cái nịch ha. Là đi về là chỉ là mình theo vợ luôn. Đúng rồi. Chàng ơi. Vợ đâu mình ở đó. Đúng rồi, cũng có bà và vợ cho được cái nền nhà ha, những cái sông nè. Cũng tốt rồi. Rồi thấy hai người mà sống chung với nhau một thời gian gì đó. Rồi có những người ta nói vô nói ra rồi chuyện cô chú rồi bên chồng rồi không cô? Không. Có ai mà nói chẳng hạn như là nó thương mày thiệt không, này nọ, thấy nó còn trẻ này nọ đồ. Chủ gì vậy? Ở đầu mới đậu á. Dạ. Ở bên mình ấy thì nhầm đứa em á thì nó nói chắc ảnh cũng thiệt tình thương. Dạ. Mình. Còn nhầm đứa em thì nó nói nhiều khi gì bị gạt. Cái đầu hay vậy ha. Dạ. Bị gì thấy cũng hơi nhỏ tuổi á. Rồi chị cũng hơi lớn tuổi. Rồi bắt đầu quay về cũng không có ấy, giờ thành ra bên mình ấy là bắt đầu mấy đứa thương ảnh đều hết rồi. Đúng rồi, tao cũng hiền. Thương đều. Chứ mà lần thì có, lần có thiệt luôn, có đứa nó ra vô. Rồi làm đám nó giận đó, thì nó giận nó không đi. Yeah. Nó nói cũng như là sợ bị gạt. Sợ là anh trai đây là bỏ. Không thương vậy bỏ nữa thì là đường chị đuối nha.
Trời ơi. Thế nào nó bỏ nữa nữa chừng. Cho bạn cũng mình ơn cái bạn cũng cự với mình luôn. Bạn cũng bình đẳng như mình, nhưng mình cũng bình đẳng với bạn đó. Vậy mày... có khi nào mà kêu à, không có ai đó kêu xưng hô là tên hay là có anh yêu hay là chồng vợ gì không? À, chị kêu bằng anh trộn rồi, anh mà có lót thì còn vì ảnh tên sang mà, tại vì cũng như ở ngoài kêu ổng không biết làm sao đó, mà cha mẹ ở ngoài đặt tên cổ ở trong giấy tên sang. Chị kêu anh cổ hả? Chị kêu anh cổ là gì? Còn à, anh trai kêu bà gì? Kêu bà ơi bà. Sao không kêu vợ chàng, không ngọt hả? Kỳ hay gì anh không? Kêu ông ơi ông nào bà ơi bà. Có khi nào kêu anh em không? Có vợ lâu lâu lâu. Đi về bên mẹ nào không có chứ. Về bên mẹ. Về bệnh rồi, giờ thí dụ cô kêu thì sao? Kêu bằng anh ơi này. Còn quả là ổng kêu em à. Rồi thí dụ á. Rồi bằng đêm hai người dọn cơm ăn nó là kêu sao? Mày ơi ăn cơm hay là Thiều hay là em? Thiều có mà chết có kêu mày ông. Thì Trang. Mà không cho cái Gani được chứ. Ổng Thiều không ạ? Chứ không kiểu mà em anh hay gì sao? À, là biết hay anh hay anh cậu? Ờ Gani luôn. Làm biết gì anh lúc đó bây giờ là nói chuyện với mình là cũng đơn cũng nói ậu ai vợ chồng không tự lộn không tự nhiều thì chứ thương nhau chứ không có nói chuyện ngọt. Mày ơi mày à, ông ơi ông ạ. Ơ kìa. Vậy trời chứ. Chị còn lót tiếng anh ơi nè, anh cổ với anh ơi nè. Mày ơi mày à, không có kêu em mày ơi mày à. Vậy là cô là có một cái người chồng trẻ tuổi gì nè. Bởi vì nhìn vô là thấy người trên ta lạc nhiều. Nhiều. Người ta nói có khi là một bà cô có một cái người chồng rất là trẻ tuổi luôn. Ai cũng nói là có khi là hai mẹ con. Và đa số là người ta kêu xưng hai mẹ con là nhiều hả cô? Có khi nào tao biết kêu bà cháu rồi mới chết luôn này, hai mẹ con là đúng rồi. Thôi nói chung người ta kêu thì sao kêu, yêu cầu hai giọng bình thường với nhau là được rồi ha. À, nói chung á là anh trai gặp bả là thương thiệt lòng không nha. Thương thiệt chứ không thương thiệt. Cấp đầu đó là thấy bả bơi xuồng ngang là say đắm bả hả? Tình yêu là anh gặp á anh thương cái đầu tiên là thương cái gì nhất? Mới qua lại đó mình chọc rồi bấy mà ăn gì bà này cũng có giàu mình có giàu đó. Đúng nói này nói thiệt luôn kìa. Suy nghĩ không có đứa nào bỏ được hái được mình, bây giờ mình như gì mình kiếm người hai giò sao kiếm được. Ta xe thua mà. Đẹp trai ha, mà thôi mà anh đẹp trai mà có gì đâu, đẹp đẹp chứ mình cũng bỏ hết là anh chỉ hai đứa gì sống lớn tuổi nhiều lớn mình không biết mà, mà biết mà ăn được rồi đừng có đua đầu với người ta được. Đúng rồi. Mình đây cũng đỡ cái đó. Đúng rồi chàng ơi. Chà mình kiếm... anh trai ơi thì bữa nay á em lại đây cũng trò chuyện với hai chồng nè. Cái tình cảm là anh trai nè năm nay là 37 hả? 37. Còn cô như cô? 6 mấy? 67. 67 ha. Thì con có gửi cho cô 200 ngàn để cô mua cá mắm như là cô. Tiền cá nhân của con đó. Dạ. Rồi cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Rồi.